Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tính Tây Đô. Và hôm nay bên cạnh mình đây là một sản phẩm xe cần thanh lý với tải trọng 5,5 tấn và cái phiên bản thùng kín. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cụ thể về cái phần thùng cũng như là sẽ báo cái giá mà bên mình đang cần thanh lý cái sản phẩm này để cho quý vị và các bạn cần tham khảo nếu mà các bạn đang có một cái nhu cầu về chiếc xe như thế này. Thì các bạn hãy tranh thủ cái cơ hội này nhé. Và mời các bạn cùng dõi theo mình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video. Bên cạnh mình đây là sản phẩm xe tải Nissan K6. Sản phẩm này thì xuất hiện trên kênh của mình khá là nhiều rồi, cho nên là các bạn nhìn qua thì các bạn cũng sẽ nhận ra thôi. Những cái đặc điểm chi tiết về xe mình sẽ không nói lại nữa. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái phiên bản thùng xe đang bị tồn đời. Hiện tại cái xe này thì nó đang có đời là đời 2021. Tính đến thời điểm này thì nó đã tồn 1 năm rồi. Và có hai lý do dẫn đến sản phẩm này đang bị tồn. Lý do thứ nhất là cái phiên bản thùng ở đây là phiên bản thùng kín. Và thường thường phiên bản thùng kín thì nó sẽ không được ưa chuộng, nó sẽ không quốc dân như những cái phiên bản thùng bạc. Bởi vì thùng kín thì nó rất là kén chọn. Thứ nhất là về mặt hàng chở này, và thứ hai là nó bị giới hạn, hạn chế cố định luôn về cái thể tích khoang hàng. Đó, nó chỉ phù hợp cho chạy những cái mặt hàng khô này và những cái mặt hàng nhẹ thôi, chứ nó không thể nào mà chở nhiều loại cơ động như thùng bạc, ví dụ như là hoa quả hay là vật liệu vân vân. Và cái phiên bản lý do thứ hai nữa dẫn đến cái phiên bản thùng ở đây nó bị tồn, đó chính là một khách hàng của chúng tôi, sau cái thời gian thẩm định thì khách hàng của tôi đã không đạt đủ tiêu chuẩn để ngân hàng có thể ra được bảo lãnh cho vay. Vì thế cho nên là khách hàng đã quyết định là thôi dừng không mua xe nữa, cho nên là bên mình đã trả lại cho khách hàng và cái xe này nó đã bị tồn. Và xin báo giá luôn với các bạn cái phiên bản thùng kín ở đây. Hiện tại với cái giá thanh lý mà bên mình đang bán, bên mình đang giảm trực tiếp 30 triệu từ 590 triệu xuống còn 560 triệu. Đấy, tức là cái xe thùng kín này bây giờ giá của nó chỉ còn có 560 triệu thôi. Và với cái giá xe này thì khách hàng sẽ thắc mắc rằng là nếu mà xe thanh lý này, xe đời tồn thì nó có được hỗ trợ trả góp không? Thì mình cũng xin đính chính với các bạn luôn. Xe dù có tồn cho đến vài đời đi chăng nữa, nhưng miễn là chưa đăng ký ra biển bao giờ thì vẫn được tính là xe mới, thì bên mình vẫn hỗ trợ trả góp tới 80% giá trị xe. Đấy, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là xe tồn đời chúng ta vẫn mua trả góp bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Và sau đây thì mình sẽ đi đến cái phiên bản thùng để mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái quy cách về thùng cũng như là cái chất lượng thùng mà các bạn có thể sở hữu. Đầu tiên nói về cái chất lượng thùng. Chất lượng thùng ở đây thì nó cao cấp hơn một chút, mặc dù nó được đóng từ nhà máy, bởi vì là trước khi mà đóng ra thùng thì nó là một cái chiếc xe taxi, cho nên là khách hàng của tôi đã đặt ra cái nhu cầu ở trên hợp đồng, đó chính là toàn bộ chất liệu inox ở đây đều phải làm bằng inox 201 và có độ dày là 0,6 ly. Inox 201 thì sẽ chất lượng hơn inox 430 một chút. Và ở trên thị trường hiện tại thì có tới 3 loại inox, xịn nhất đó là 304, sau đó đến mức trung bình đó là 201 và thấp nhất đó chính là 430. Thì ở đây thì chất lượng thùng này đã làm bằng inox 201 rồi. Đó, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là cái độ cứng cỏi này cũng như là cái tuổi thọ sử dụng của thùng nó cũng sẽ rất là tốt, nó sẽ không bị ăn mòn nhanh. Đó, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Còn về kết cấu của thùng thì toàn bộ phần thùng ở đây bên mình đều làm bo viền cứng cáp, giúp cho cái kết cấu thùng của các bạn nó được gọn gàng này và nó được liên kết chặt chẽ với nhau, nó sẽ không xảy ra hiện tượng bị chảy xệ thùng hoặc là bị chửa thùng ở các cái vấn đề ở các góc thùng. Đó. Còn cái họa tiết trên xe, trên thùng thì bên mình đã dập sóng hết toàn bộ hai phần đầu. Đó, để tạo cho cái thùng nó có cái độ cứng cáp. Đây, nó cứng hơn rất nhiều so với cái việc mà các bạn sẽ để phẳng. Và bên mình đã yêu cầu nhà máy là để nguyên một cái khoảng trống ở đây, nó rơi vào khoảng độ 40 phân. Cái khoảng trống này thì nó sẽ phục vụ cho cái việc mà các bạn có thể dán là logo số điện thoại này, cũng như là quảng bá cái công việc, cái thương hiệu cá nhân để các bạn có thêm cái nguồn khách hàng khi mà các bạn đi trên đường ấy. Những cái khách hàng tiềm năng khi mà họ thấy bạn đang làm công việc này phù hợp với cái nhu cầu của họ thì họ sẽ trực tiếp điện cho các bạn. Như vậy thì các bạn có thể có thêm cái nguồn đối tác cũng như là cái nguồn thu nhập từ những cái vấn đề như kiểu dán đề can ở đây. Đó. Và sau đây thì mình sẽ mời các bạn cùng vào bên trong thùng để chúng ta xem rõ hơn về cái kết cấu thùng ở bên trong. Mời các bạn. Về hệ thống cửa thì thùng kín bao giờ cũng vậy, sẽ có một cái cửa đuôi. Cửa đuôi thì dạng là cửa container mở hai cánh. Còn ở bên phụ ấy thì bao giờ cũng sẽ có một cái cửa hông. Cửa hông của thùng kín của xe tải K6 thì khá là rộng, với cái chiều rộng lên tới khoảng độ 1m1 và chiều cao thì là 1m8. Như vậy là với cái diện tích này thì các bạn hoàn toàn yên tâm là chúng ta có thể dễ dàng vận chuyển hàng hóa qua cái cửa ngách này, rất là tiện lợi. Chúng ta không bị nó không quá nhỏ và nó đủ để cho chúng ta có thể luồn lách hàng hóa cũng như là người đi lên đi xuống rất là ok rồi. Đó, phần cửa này thì chúng tôi tất cả cánh cửa nhá
chúng tôi đều làm rất là chặt chẽ với những cái bản lề to này ở đây này đó, và có tới 3 cái bản lề chia đều ra 3 vị trí, và những cái điểm tiếp xúc giữa cái mép của cánh cửa và cái phần cửa thùng này thì bên mình đều làm bằng các cái mút cao su cực kỳ chất lượng để cho cái phần cánh cửa nó được kín, nó ăn khớp với cái phần thùng này. Như vậy thì nó sẽ hạn chế là nước mưa nó sẽ không bao giờ vào được. Còn các bạn yên tâm là tất cả các cái mối hàn cũng như là các cái điểm tiếp xúc và các cái chi tiết tiếp xúc với nhau thì bên mình đều có tra thêm keo rồi. Và kể cả từ nhà máy về cho đến lúc mà giao xe cho khách hàng, bên mình sẽ một lần nữa đi keo ở tại xưởng của xưởng dịch vụ của ô tô Tây Đô trước khi giao cho khách hàng. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là với cái thùng kín này, với cái mặt hàng đặc trưng của nó thì các bạn sẽ không bao giờ phải lo cái việc là nước nó vào hoặc nó bị lọt ra ngoài. Các bạn yên tâm nhé. Và đây mình sẽ mời các bạn cùng nhìn vào bên trong của thùng đi. Đây, như những gì mà các bạn thấy ở bên trong này thì tất cả các mặt của thùng, các cái mặt thùng, các mặt vách nhé các bạn nhé, các bạn để ý này, là hai mặt bên này, một mặt đằng sau cabin và mặt đằng trên nóc thùng này, tức là bên mặt nào bên mình cũng sẽ làm tất cả đều có sát hộp, khung xương sát hộp ở bên trong. Và cái khung xương sát hộp này của bên mình rất là dày dặn, nó có cái kích thước là 50x50 và độ dày là 1,4 ly đó. Chỉ có mỗi cái phần ở trên thóc là mình làm mỏng hơn một chút thôi, bởi vì là cái phần ở trên nóc thì nó sẽ không chịu tác động và trọng lực của hàng mấy, bên mình chỉ làm để tạo cho nó cái độ cứng cũng như là nó có thêm cái sức nặng để nó có thể kín kẽ hơn thôi. Còn chủ yếu là các cái phần vách ở hai bên hông và đằng sau cabin là bên mình làm rất là dày dặn. Và ngoài những cái mối hàn ra, đây như mình đã nói này, các bạn có thể để ý này, tất cả các cái chỗ khung xương này với cái phần vách thùng bên mình đều đi hết các cái lớp keo ở đây đó. Cái lớp keo này thì nó sẽ phủ kín cái mối hàn, như vậy thì cái mối hàn nó sẽ không tiếp xúc với oxy và không tiếp xúc với nước, cho nên là nó sẽ không bị gì, nó rất là bền, và nó cũng làm cho cái phần liên kết của sắt của khung xương với cái phần vách nó trở nên chắc chắn hơn đấy. Còn về cơ bản là thùng nó như thế này, nó cũng không có gì gọi là quá khác so với những cái phiên bản thùng xe khác đâu, nhưng mà có cái là chất lượng của nó tốt hơn thôi, nó dày dặn hơn, nó cứng cáp hơn. Còn về phần sàn ở đây thì ngoài cái sàn cơ bản ở dưới này ra này, nó bằng thép sẵn rồi thì bên mình có lót thêm cái lớp sàn này, nó sẽ rơi vào khoảng độ 2.5 ly các bạn ạ, nó chỉ dày khoảng 2.5 ly thôi, nó đáp ứng được cái nhu cầu hàng hóa mặt hàng cơ bản của các bạn. Còn đương nhiên khi mà bên mình đặt ra một cái thùng như thế này rồi, có một số khách hàng muốn chở đồ đông lạnh hoặc là muốn chở cái đồ tươi sống thì bên mình vẫn có thể ra bình thường các bạn nhé. Với phiên bản thùng một lớp ở đây thì bên mình hoàn toàn có thể làm thêm 2 lớp 3 lớp để phục vụ cho cái nhu cầu nguồn hàng hóa của các bạn. Các bạn yên tâm là bên mình làm ra là sẽ vẫn đi đăng ký đăng kiểm bình thường và nó hợp lệ hồ sơ, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm về vấn đề đấy nhá. Vừa rồi mình đã giới thiệu tất cả những cái gì liên quan đến cái chiếc xe đang cần thanh lý ở đây, giá là 560 triệu, đang bớt được 30 triệu đó là mình bớt rồi nhá. Phần thùng mình đã giới thiệu hết cái quy cách rồi, các bạn có nhu cầu gì thêm về cái thùng này hoặc là đang có nhu cầu về sản phẩm xe này thì hãy liên hệ sớm với mình, bởi vì sản phẩm này hiện tại mình đang chỉ còn một xe duy nhất thùng kín màu trắng đời 2021, và bên mình vẫn đang còn có thêm một số cái gói quà tặng nữa ở trên nội thất. Nếu các bạn không lấy nội thất thì bên mình có thể quy đổi ra bằng tiền mặt và mình sẽ ra lộc trực tiếp cho các bạn đó. Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.